Hello, xin kính chào những anh em đang theo dõi những sản phẩm audio Nhật Mỹ cổ của Hoàng Audio Sài Gòn trên kênh YouTube. Trước mắt anh em là một huyền thoại bóng AL84 Scott 3 số 2C. 3 số 2C thì nó có nhiều cái đời lắm. Nó có những cái đời nút, nó là nút nhôm, có những đời nút nhựa, có những đời mặt trắng, ha, mặt vàng. Nhiều đời lắm. Bởi vì về cơ bản thì những cái máy này nó là máy ráp thủ công, cho nên là nó cũng không có những cái quy chuẩn nhất định nào đó đâu, tương đối thôi. Thì với chiếc máy này âm thanh nó cực kỳ tuyệt vời. 3 số 2C là hay nhất trong những dòng bóng AL84 của Scott. Kể cả là 399 có khi nghe cũng hơi có phần là yếu thế so với lại 3 số 2C. 399 thì nó lại được cái thế mạnh khác. Mà nói về cái thế mạnh, về cái độ sắc nét của âm thanh, 3 số 2C là mình đánh giá là rất hay, tuyệt vời. Thì cây này nó chạy, nói đúng hơn là chạy 719, 7189 chứ không phải là AL84. Cái dòng này nó hiếm hơn AL84, nhưng mà có thể cắm chung bóng AL84 vô cũng được. Cái này thì hình thức của nó cũng tạm tạm thôi, nó không xuất sắc lắm đâu, nhìn nó cũng nói chung là tương đối, trên 80%. Và hệ thống bóng là mình nâng cấp bóng là bóng mới tinh hết. Bóng nắng nguồn GZ34 Mula, 4 cây công suất 7189 của Electric GE. Mình cắm đúng bóng 7189 Zin luôn nha anh em, không cắm bóng AL84 xong rồi chỉnh lại dòng điện, mình không làm cái chuyện đó, mình cắm bóng 7189 luôn. Hai cây bóng bóng lái là 7199 là bóng của GE Mỹ, và 4 cây 12 AX7, trong đó là 2 cây rè, 2 cây âm sắc đó, và 2 cây phono là mình mua bóng mới tinh Telefunken mình cắm vào ha. 4 cây 12 AX7 này mình mua riêng là 6 triệu, bóng gần như là mới tinh, 4 cây công suất, và bóng nắng nguồn GZ34 Mula cũng là bóng gần như mới tinh, số đo 98%, rất là mới. Tại sao thường thì anh em sẽ bỏ qua 2 cây phono 12x7 cho nó rẻ, mình cặp 2 cây bóng Mỹ vào thôi, còn chủ yếu là 2 cây rề mình mới xài bóng xịn. Nhưng mà mình, tại vì mình nghe cơ đĩa than nhiều cho nên là mình nâng cấp 2 cây phono lên. Máy này là mình đang để nó trần, nhưng mà nó có một cái vỏ là vỏ nguyên bản của Scott 3 số 2C, vỏ bằng sắt bọc da. Chắc là anh em cũng biết cái vỏ này, không phải vỏ gỗ nha, vỏ bằng sắt bọc da, vỏ đúng của 3 số 2C. Thì cái bóng AL84 này mình nghe cái đặc trưng của nó thì về lực thì nó không quá mạnh, nhưng mà nó rất là sắc bén. Khi mà mình nghe nhạc, nó sắc đến nỗi mình nghe nó rõ nét chi tiết, từng cái tiếng lấy hơi, tiếng thở, tiếng khò khè của ca sĩ nó cũng rất là sắc. Nghe băng cối, nghe cơ than, nghe đĩa CD đều rất hay. Bây giờ mình xin mời anh em hãy cùng mình thưởng thức âm thanh của Scott 3 số 2C, huyền thoại của Scott. Ok, bây giờ mình sẽ phát nó bằng cái đầu cơ than bên kia kìa. Cái đầu cơ than của Torrance với giọng ca của Lệ Quyên. Rồi, xin mời anh em nha. Cơ than là nó phải có cái tiếng nổ bép 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 đó, đó là cái tiếng đặc trưng mà người chơi cơ than người ta nghiện luôn cái tiếng đó. Nó là cái tiếng bụi bám trên đĩa. Rồi cái kim nó cà lên trên cái đĩa thì nó có cái tiếng như vậy. Nó giống như là nghe băng cối, nó cũng có một cái tiếng đặc trưng là cái tiếng của sợi băng khi mà nó cà lên cái đầu từ. Dài tay em ơi, thu mắt xanh xa như lá thu mưa, siêu mòn gót nhỏ nhường dài hôn hú cho mắt thêm.
Với những cái dòng máy cổ như thế này thì mình nghe nhạc trữ tình, nhạc Trịnh Công Sơn phải nói là nức nở luôn, rất là hay. Hay hơn nhiều những dàn âm thanh đời mới. Cái đĩa này là của trung tâm băng đĩa Việt Tân Studio, một cái trung tâm băng đĩa tại Sài Gòn, họ phát hành. Thì địa chỉ là Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3. Thì cái đĩa này hay á. Mình nghe thì mình thấy nó cũng đặc biệt, của Trịnh Công Sơn phối những cái bản thu của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Đĩa thang có, CD cũng có. Mỗi đĩa thang thì mỗi một mặt nó được cỡ 4 bài. Nguyên cái đĩa thì được 8 bài, còn CD thì được nhiều hơn. Anh em thích thì có thể ủng hộ cái trung tâm Việt Tân này. Mình không quảng cáo nha, không quảng cáo cho ai hết nha. Cái này là mình giới thiệu, nghe thấy hay là giới thiệu cho anh em thôi. Không có quảng cáo cho, không có nhận tiền quảng cáo của trung tâm nào hết á. Rồi ok, xin chào anh em.